Là diễn viên, có lẽ ai cũng không thể tránh khỏi những cảnh quay thân mật với bạn diễn để có những thước phim chân thật. Tuy nhiên khi về nhà, các sao nam này méo mặt khi gặp vợ và phải dỗ dành nóc nhà của mình. Mỗi cô vợ sẽ có một phản ứng khác nhau khi xem cảnh thân mật của chồng và bạn diễn nữ. 1. Đức Hiếu Phố Trong Làng. Phố Trong Làng hiện đang là bộ phim đang làm mưa làm gió trên màn ảnh Việt và nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Trong đó, cặp đôi anh Đông Công An và cô bán quạt Hải được rất nhiều người xem yêu thích. Những phản ứng hóa học của cả hai cũng vô cùng ngọt ngào và được mọi người tích cực đẩy thuyền. Đức Hiếu cho biết sau khi đóng cảnh thân mật với Minh Thu, về nhà anh đã gặp phải một cơn ghen khó quên từ bà xã. Kể từ khi kết hôn vào năm 2020 cho đến nay, đây là lần đầu tiên vợ của nam diễn viên ghen tuông như thế. Tuy nhiên, Đức Hiếu nói thêm rằng cơn ghen của bà xã không quá lâu vì cô hiểu và thông cảm cho công việc của chồng. Anh chia sẻ, đó là lần đầu tiên vợ ghen vì cảnh tình cảm của tôi và cũng là lần đầu tiên cô ấy nổi nóng, giận dỗi sau đám cưới. May mắn là cô ấy chỉ ghen tuông vui vui, đáng yêu thôi, không đến mức nghiêm trọng. Yêu và cưới một diễn viên như tôi, cô ấy học được cách chấp nhận và thông cảm với công việc của chồng nên không cấm cản gì. Cô ấy chỉ yêu cầu tôi cảnh báo trước để chuẩn bị tâm lý. Hai, Mạnh Trường. Gần đây, Mạnh Trường là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của khán giả khi đảm nhận vai nam chính Long trong Hương Vị Tình Thân. Khán giả vô cùng tò mò về phản ứng của bà xã Mạnh Trường khi anh thường xuyên đóng cảnh thân mật với các bạn diễn nữ xinh đẹp. Khi đóng cặp cùng Diễm My 9X trong Tình Yêu và Tham Vọng, Mạnh Trường tâm sự rằng bà sẽ là một khán giả vô cùng khó tính và luôn soi kỹ mọi diễn xuất của chồng, dù đó là cảnh thân mật. Đôi khi xem những cảnh khóa môi, bà xã sẽ quay sang cấu véo anh. Dẫu vậy nhưng Mạnh Trường khẳng định bà xã không hề ghen tuông vì cô rất hiểu cho công việc của mình. Nam diễn viên tâm sự, thực ra vợ tôi đã quen và quá hiểu công việc của chồng. Cô ấy có cấu véo nhưng cũng chỉ đùa vui thôi, không có gì nghiêm trọng. Ba, Quách Ngọc Tuyên. Trong series Thằng Khờ, Quách Ngọc Tuyên từng có cảnh khóa môi với người đẹp Tăng Huỳnh Như. Sau khi quay cảnh này, nam diễn viên cho biết anh đã bị bà xã đưa ra tối hậu thư cảnh cáo, thậm chí còn tra hỏi cảm giác khi hôn bạn diễn nữ. Trong một đoạn clip hậu trường, Quách Ngọc Tuyên chia sẻ, cô ấy lườm tôi một cái và cho rằng tôi giả khờ để được hôn gái. Vợ còn dọa sẽ động tay chân với tôi nếu ra ngoài lén phén. Tôi nghĩ cô ấy nhắc nhở thôi chứ vợ là người rất hiểu công việc của tôi. Trước đó, khi tôi đóng phim điện ảnh Quốc Xe Nửa Đêm, bà xã cũng nửa đùa nửa thật hỏi tôi về cảm giác khi hôn Hoàng Yến Chibi. Có thể thấy, bà xã của các sao nam babies có thái độ khác nhau khi xem cảnh thân mật của chồng và bạn diễn nữ. Dẫu vậy nhưng họ đều thấu hiểu cho công việc của ông xã và cảm thông về điều này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.